bò lâu gì nó chưa bò ra. Không em giờ là nó bò dài tới Đà Nẵng luôn á. Đi máy bay là vậy đó. Đi máy bay là vậy đó. Đi máy bay là vậy đó. Chào các bạn, mình là Bửu và đây là kênh Bửu Vivo. Chào mừng các bạn đang đến với vlog đi Đà Nẵng của tụi mình. Có con bé kỳ đà này nữa nè mọi người. Đây là chiếc vlog đầu tiên của Bửu. Tụi mình thì quay TikTok quen rồi cho nên là bây giờ chuyển qua YouTube có hơi bỡ ngỡ nên là cái hình ảnh nó không có được rõ nét lắm á mọi người. Nè, chào các tình yêu của Kem đi, Kem mỏi mặn. Khúc này là tụi mình hướng dẫn cho con em lần đầu tiên đi máy bay. Thì nhìn cái bảng này thì các bạn cũng đã biết nè. Trên cái bảng này thông thường thì Bửu sẽ dò lần lượt từ thời gian bay đến điểm mình bay đến, rồi đến hãng bay, rồi xem check in ở đảo nào, rồi mình di chuyển đến đó. Có một thông tin mà Bửu nghe phong thanh là bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 thì hạng ghế phổ thông của Vietnam Airlines sẽ không còn bao gồm hành lý ký gửi nữa đó. Tức là mình sẽ phải mua rồi, giống như là một số hàng không giá rẻ khác như là Vietjet vậy đó các bạn. Xong bây giờ có boarding pass rồi, có thể là máy bay rồi, thì tụi mình sẽ xếp hàng qua cổng an ninh, sau đó thì lên phòng chờ ngồi chờ máy bay. Đây là cái chỗ không trả 1.000 quảng cáo nhưng lúc này cũng lên clip gì đó. Khen cái áo anh mày đẹp đi, anh mày sẽ dắt mày đi ăn chợ cồn. Thì sau cái khoảng delay sương sương mà máy bay phải bò bò ở đầu clip á, thì 3 giờ rưỡi tụi mình đã tới Đà Nẵng. Và điểm đầu tiên tụi mình đến đó là phải vì cái bao tử cái đã, phải đến ngay chợ cồn. Từ sân bay này mình bắt taxi ra chợ cồn khoảng có 50.000 thôi các bạn, cũng khá là gần. 1, 2, 3, welcome to chợ cồn. Ủa sao mày nói gì thân nghiệp vậy? Những con người chưa kịp về khách sạn nữa nhưng mà đói bụng. Và đây cũng là một cái quán mà không có trả một đồng nào quảng cáo hết, nhưng mà lần nào đến đây cũng phải lên clip cho bả tại vì quá là ghiền cái món bánh tráng bi Mỹ ở chợ cồn. Cái này gọi là mì căng chứ không phải là bánh ướt nha. Rồi trước kêu là bánh ướt, ấp vô như vậy xong mình sẽ gỡ ra nó sẽ dính vô trong này. À, trời ơi, bây giờ mới biết luôn. Thật sự là cái món này nó vừa đúng gu mà nó vừa ngon với mình nữa mọi người. Cho nên là nếu mà có ra Đà Nẵng á, nhớ ghé chợ cồn tìm bánh tráng bi Mỹ ăn thử một lần coi có bị ghiền giống tôi không nha. Ở đây thì có nhiều lựa chọn lắm, nhiều món ngon tùy gu của các bạn. Nhưng mà lúc mà xuống sân bay á, mà nghe một vài anh taxi gợi ý đi ăn chỗ này chỗ kia thì các bạn nên cân nhắc kỹ nha. Tại vì theo kinh nghiệm của Bửu á, thì không có ngon lắm đâu, chỉ có chỗ này ăn là ok nhất nè. Khoảng tầm 5 giờ thì tụi mình mới về tới khách sạn. Và đây là The Rai Villa. Thì review về khách sạn này á, thì mình có làm cái clip TikTok đây. Tụi mình vừa tới Đà Nẵng và đây là chiếc khách sạn mà tụi mình book cho đêm tối nay. Ủa nhưng mà khoan, vô khách sạn mang theo chai dầu ăn chia rồi mi. từ từ rồi hạ hồi phân giải. Còn bây giờ phải review cái khách sạn trước cái đã. Đây là The Rai Villa nằm ở số 70 Lê Mạnh Trinh. Tụi mình đã book khách sạn này vì còn khá mới, với lại chỉ mất khoảng 3 phút để đi bộ ra bãi biển. Phòng này Bửu book là 900, định lấy thêm cái extra bed nữa nhưng mà khách sạn đang full cho nên là hỗ trợ tụi mình lấy phòng 2 giường và không phụ thu người thứ ba. Căn này là 502, nằm ở tầng cao nhất, phòng mới, rộng, thiết kế đơn giản kiểu cozy ấm áp. Ngoài những nội thất cơ bản của khách sạn thì ở đây còn có thêm một không gian bếp, có máy giặt, có tủ lạnh gia đình nên là mình để đồ cũng thoải mái hơn so với cái mini bar của một số khách sạn khác. Dụng cụ nhà bếp thì nếu cần mình sẽ liên hệ với Lễ Tân và gia đình anh chủ thì sẽ hỗ trợ rất nhiệt tình. Và đương nhiên chai dầu ăn này Bửu mượn lên là để chiên gà. Ủa hợp lý mà mọi người sao vậy? Ngoài ra thì ở đây phòng vệ sinh cũng hơi bé, không có bồn tắm, lavabo thì nằm ở bên ngoài. Có một điểm nhỏ thôi nhưng Bửu cực kỳ thích, đó là cái máy sấy tóc 3500W, xài hơi bị thích luôn các bạn. Riêng cái điểm này thì bạn nào mà hay quạo với cái máy sấy tóc mà treo tường trong khách sạn thì mới hiểu được. Hồ bơi thì nằm trên sân thượng, không có mái che cho nên là bơi sáng hoặc chiều tối là hợp lý nhất. Hiện tại thì khách sạn chưa phục vụ ăn sáng nên là mình có thể tự túc hoặc là đặt trước với Lễ Tân. Đó, cái điểm khác biệt đó là khi mà làm TikTok á, Bửu phải gói gọn các thông tin trong vòng 1 phút nên là nhiều khi nói chuyện hơi nhanh, không biết là các bạn có nghe kịp hay không. Khách sạn ở đây thì không có đối diện biển mà từ khách sạn đi bộ ra bãi biển thì tầm khoảng 3 phút. Ở ngoài này thì có nhiều khu ăn uống hải sản cũng như là đi bộ tới công viên biển Đông thì khoảng thêm 2 phút nữa thôi. Thì hôm nay có event của Revise Runwater, thấy người ta tạt nước ở bên trong vui lắm, vô trong quẩy thấy rất là vui, còn mình thì sợ ướt đứng ở ngoài quẩy kiểu hưởng ứng phong trào quá, không có tới, không có đã gì trơn á. Nên là thôi quay ra bắt taxi qua chợ Liên, chỗ này thì rất là nổi tiếng ở Đà Nẵng rồi. Không biết là người địa phương có ăn hay không nhưng mà thấy khách du lịch khá là đông. Chỗ này thì gần cầu Rồng nhưng mà nằm ở bên đuôi Rồng nên là muốn xem cầu Rồng phun lửa là phải đi bộ qua con cầu này, thì đi hết luôn khoảng tầm 10 phút đó các bạn. Còn mà về cầu Rồng phun lửa thì mình có làm một cái video TikTok ở đây. Có cái này vui nè các bạn, mình đố các bạn, cầu Rồng ở Đà Nẵng là rồng đực hay rồng cái? Mình mới biết luôn nhờ một anh taxi rất là dễ thương ở Đà Nẵng chỉ. Đây là con rồng cái nha mọi người. Đây là con rồng cái. Nó điền nước đầy đủ. Đi nhậu là nó hát ra lửa. Nghe hợp lý mà đúng không mọi người? Nhưng mà đó là câu chuyện Tiểu Lâm chơi cho vui thôi. Còn đây là một số thông tin về cầu rồng mà có thể bạn sẽ cần. Nếu đã đến du lịch Đà Nẵng thì ít nhất một lần phải xem cầu rồng phun lửa, phun nước vào lúc 21 giờ tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Khoảng 20 giờ 45 các bạn có mặt ở đây là vừa. Vị trí ngắm rõ nhất có lẽ là lên cầu đoạn gần đầu rồng. Và nếu các bạn có đi xe máy thì tranh thủ đi sớm hơn một tí. Vì gần đến giờ phun thì sẽ tạm dừng các phương tiện lưu thông lên cầu, chỉ cho phép người đi bộ thôi. Và có một điều lưu ý nhỏ, đứng gần đầu rồng quay phim sẽ đẹp nhất, nhưng khi phun lửa thì sẽ hơi nóng và hơi hôi mùi dầu. Còn khi phun sương
xương thì rất là dễ ướt áo, nên là các bạn chuẩn bị tâm lý trước nha. Ngoài ra thì mình có thể đứng bên bờ sông hoặc là có booking ăn tối trên tàu thì vẫn xem được, vì người ta sẽ canh thời gian và dừng lại cho du khách ngắm. Nếu như bộ đếm không lầm thì phun lửa được 10 lần, phun nước 3 lần trong vòng 5 phút, sau đó thì mở cửa lại cho xe lưu thông và có thể kẹt xe một tí. À, dưới ngay chân cầu Rồng còn có chợ đêm Sơn Trà, ở đây thì mình ăn uống vui chơi giải trí sau khi xem cầu Rồng phun lửa cũng ok lắm đó các bạn. Có một điều lưu ý nữa là sau khi cầu Rồng phun lửa thì hơi kẹt xe, với lại bắt taxi công nghệ thì hơi khó vì mọi người tắt app hết trơn à. Nên là các bạn cũng cân đối với lại chuẩn bị sẵn tâm lý là bắt xe lúc này hơi khó nha. Sau khi ăn vặt tại chợ đêm Sơn Trà thì tụi mình di chuyển qua OQ Cloud chơi, một cái lounge rất là quen với khách du lịch ở Đà Nẵng. Đến đây nếu mà mình không có đặt bàn trước á thì dễ bị xếp vào cái góc kẹt như vậy, tại vì bàn cuối tuần hay full đó mọi người. Nhưng mà không sao, vẫn vui. Khúc này là chồng ai nè, kinh về giùm cái. Còn đây vợ ai nè, hốt về lẹ đi, quậy quá trời quậy rồi. Lúc này con em mình nó không còn chơi với hai anh già của nó nữa rồi, nó có bạn nè mọi người. Nó chứ vui vui chứ mà 12 giờ rồi phải về lẹ, chứ không là má điện má la chết à. Còn lưu luyến lắm, lâu lâu mới được sống chuồng mà chơi chưa có đã. Nhưng mà thôi, vì ngày mai là còn công việc tiếp tục nữa mọi người. Nói là về vậy thôi nhưng mà cũng dây thun, tới 1 giờ mới về, khách sạn đóng cửa luôn, xong gọi điện thoại cho anh Lễ Tân mở cửa giùm. Rồi xong, như vậy là kết thúc ngày đầu tiên ở Đà Nẵng. Bây giờ mình sẽ làm vệ sinh cá nhân xong rồi mình sẽ đi ngủ để chuẩn bị cho công việc ngày mai. Dự là cái vlog tiếp theo của mình tại Đà Nẵng sẽ thú vị hơn, vì mình sẽ chuyển sang một cái resort 5 sao và có nhiều tiện ích ở bên trong. Mình sẽ làm review cũng như là chia sẻ với các bạn về trải nghiệm của mình. Và nhớ, vlog của mình sẽ cập nhật vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần. Và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Dẫu biết rằng vlog đầu tiên này vẫn chưa hoàn thiện về mặt nội dung lẫn hình thức, nhưng không sao, chỉ cần các bạn có ủng hộ là mình sẽ cố gắng thay đổi và hoàn thiện hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.